Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Kinh Giang đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình camera giám sát an ninh. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố, đại biểu đại diện Công an thành phố, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện. Xã Kinh Giang nằm phía đông bắc huyện Thủy Nguyên, xã có 12 thôn với gần 4.000 hộ và gần 12.000 nhân khẩu. Địa bàn xã có tuyến quốc lộ 10 chạy qua và có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn nên tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong những năm qua, công an xã với vai trò nòng cốt đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Để chủ động công tác phòng ngừa tội phạm, công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là việc triển khai thực hiện mô hình phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự qua hệ thống camera giám sát. Mô hình camera an ninh trên địa bàn xã Kinh Giang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an và ứng dụng khoa học công nghệ để phát huy vai trò nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, mô hình cũng góp phần phát huy vai trò công an xã, tạo chỗ dựa vững chắc cho chính quyền địa phương, các tổ chức và nhân dân tham gia xây dựng mô hình. Theo đó, ban đầu mô hình xây dựng hệ thống camera giám sát lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, tập trung vào trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ngõ liên thông liền kề với các địa bàn lân cận, khu vực tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Các thông tin về hình ảnh tiếp nhận được thông qua hệ thống camera an ninh sẽ được báo cáo kịp thời về công an xã trong ca trực và lực lượng phối hợp của mô hình để xử lý giải quyết. Ủy ban Nhân dân xã Kinh Giang thành lập ban chỉ đạo mô hình camera an ninh gồm 23 đồng chí triển khai thực hiện mô hình theo đúng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã và quy chế hoạt động của mô hình. Việc thành lập mô hình camera giám sát an ninh không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mà còn là cơ sở, dữ liệu để lực lượng công an truy xét dấu vết tội phạm, phục vụ quá trình điều tra phá án, đồng thời góp phần giữ vững các tiêu chí về an ninh trật tự để xã Kinh Giang phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tặng hoa cho Ban chỉ đạo mô hình camera an ninh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị xã Kinh Giang cần tập trung tuyên truyền và nhân rộng hoạt động của mô hình, tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân để phát huy hiệu quả mô hình, góp phần tích cực đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình camera giám sát an ninh cần sớm được nhân rộng trên nhiều tuyến đường ở xã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại hội nghị, xã Kinh Giang đã phát động và ký giao ước thi đua thực hiện mô hình phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự qua hệ thống camera giám sát. Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã tặng xã Kinh Giang số tiền 100 triệu đồng để thực hiện mô hình camera giám sát và tặng 37 laptop cho cán bộ, công chức xã Kinh Giang để phục vụ nhiệm vụ, công việc đề ra.